chiều vàng thu rơi. Ngày xưa rằng mình chỉ cần nhau thôi, em bên anh nồng nàn đôi môi. Ngày dịu dàng chúng đôi.
nhà trai đưa sang kiều vàng dù che cô dâu. Ôi xôn xao sớm làng ta hát vàng khúc ca rộn ràng. Kìa cô dâu đẹp xinh còn anh chú rể hiền ngoan, yêu nhau mới dài lâu dấu bao gian nan một lòng. Ru mừng cùng nâng ly bôi họ hàng về đây chung vui, đôi tân lan duyên thắm tình quê mãi bên nhau trọn đời. Ai gieo chỉ soi tơ hồng, ta nên vợ chồng đồng lòng ta càng đi. Kính thưa tất cả mọi người, thế theo kế hoạch của hai gia đình tôi, hôm nay là mời các ăn hỏi cho các con. Thì thay mặt cho họ nhà trai, tôi xin giới thiệu là đi về ăn hỏi các người dân đây có đầu câu, có bánh kẹo, có rượu, có thuốc, có trà, có tiền, có các cái thứ là để là gửi đến mẹ đấy. Thì thành phần của nhà trai đến đây thì một số người cũng đã quen rồi. Nay còn là những điều thứ nhất là đây là ông bố tôi, là thân sinh ra tôi, là ông nội của cháu bác. Có trước cũng đã đến đây với nhau đi nối cháu rồi. Thứ hai là bà người đó là bà ngoại mẹ của tôi, là bà ngoại của cháu bác. Ba là đấy là anh Tỉnh, có được công an nghỉ hưu với là tộc trưởng của cái nhảy của tôi. Thứ ba là có là ông cầu, ông ngồi là ông cầu là anh trai của tôi, ngồi bên cạnh ông cầu là con trạng là anh con bác tôi, là anh con bác tôi. Ông ngồi bên cạnh con bác đó là em gái tôi ở Đà Nẵng, ở bên quê ruột của cháu, lần trước là học với cô Hoa. Còn đây là bên cạnh là em gái tôi, là hồi chiều em gái tôi là năm nay 60 tuổi, vừa trước vừa lên giao lưu lên đi bình hôm nay rồi. Gần đó là em gái của tôi là chị Vân, chị Vân Lũ. Bên cạnh đó là thầy Khôi thì biết rồi, thầy Thắng biết rồi. Rồi đi người nhà rồi đấy, người nhà không biết được. Anh trưởng ạ, dạ anh trưởng, dạ đây là người anh trưởng. Các bà, các cụ, các ông, các bác, các cô gì, cái lễ ăn hỏi, đón tiếp, nhiệt tình, tận tình, chú đáo, mọi người rất đào, lẫn nhau, thay mặt cho hỏi tai tôi xin mời họ những lời để chuyển như vậy, xin hết. Thưa ông, các bà, các bác gái thì lãnh đạo, thay mặt họ nhà trai, họ nhà gái. Chấp nhận lễ vật của nhà trai và cảm ơn các anh chị gọi nhà trai. Còn về dự buổi lễ hôm nay, về việc họ nhà gái thì tôi xin trân trọng giới thiệu là bà Vì, là bà ngoại của cháu Trang, bà Đào là bà Di của cháu,
để đừng cầu ban cầu cho các để đừng nội thì có bác nghề là bác cả cho các bác chung cho bác thứ hai tôi thứ ba thì bác lân người dừng câu và câu trạng này là lấy o em để vốn lấp đầy đủ các o các cháu các như lại thì định trao đoạn hỏi như ta cũng nhân cái buổi lễ hôm nay thì thay mặt hỏi như lại là xin một lần nữa xin chân thành cảm ơn hỏi như trai và chúc bà con anh em hai họ mạnh khỏe đoàn kết đoàn nhất một nhà cùng người chú chung chơi hạnh phúc cho hai cháu xin cảm ơn hai họ. Trọn đời loan phúc hòa minh.
ước sẽ mãi chẳng rời xa. Ngày hôm qua khoảng cách chúng ta vẫn còn xa, anh với em như kẻ xa lạ, rồi một giấc mơ nhầm màu mang em đến bên đời anh. Oh, hãy để cho anh được yêu em. Trời với những yêu thương dành cho người, gửi ngàn lời yêu đến em, hai ta sẽ một nhà. Hãy để cho anh được yêu em mãi thôi, hãy để cho anh được hôn lên bờ môi của em, lúc muốn bên nhau chẳng xa rời, trái tim một muôn lần. Thời khắc để chúng ta đang nhiều tôn trọng và chúng ta làm đến đầu tiên là thời khắc để chúng ta ổn định tổ chức đại khán và hạnh phúc cả hôm nay. Xin được chân thành đề nghị ông trưởng đoàn đại diện cho gia đình nhà gái, xin được chân thành kính mời các bậc cao tuổi giáo viên thân nhân của gia đình nhà gái cùng các đơn vị đơn vị chúng ta di chuyển ở hàng số 1. Các ban ngành đơn vị, các cơ quan tổ chức cũng như thông gia của đại gia đình, bạn bè nam nữ trên mọi miền đất nước có mặt tại khán phòng hạnh phúc trong buổi trưa hôm nay, với một lời chào sang trọng và một lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của quý vị trong buổi trưa hôm nay. Kính thưa quý vị và kính thưa toàn thể quân trường, phải nói rằng là một năm thì được bắt đầu từ mùa xuân, và cuộc đời chúng ta thì được bắt đầu từ tuổi trẻ. Nếu như mùa xuân mang đến sự sinh linh vạn vật cho đất trời thì tuổi trẻ luôn mang đến niềm hạnh phúc lứa đôi. Chàng trai trẻ Xuân Bá đã gặp cô Hồng Trang từ tình bạn, rồi họ chuyển sang một giai đoạn mới, đó là tình yêu. Và hôm nay họ chính thức đã trở thành tình vợ chồng. Và trong ngày trọng đại hôm nay, một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức, cho phép tôi được phép trân trọng giới thiệu hai bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa chúc hôm nay. Đó là chú rể của chúng ta rất dễ thương và cô dâu rất dễ mến, có cái cúi đầu và cảm ơn ra mắt toàn thể quan viên gọi của chúng ta trong ngày hôm nay. Chúng ta hãy dành những tràng pháo tay nồng nhiệt để chúng ta chúc mừng. Kính thưa quý vị và kính thưa toàn thể trường, phải biết rằng là hoa có tàn thì có ngày mới đầu quả, nắng có tàn để rồi chúng ta chào đón ánh bình minh, mà có yêu nhau thì mới có ngày hạnh phúc. Trăm năm mới có một ngày và ngàn năm mới có một giờ khắc lịch sử trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày được đại diện hai gia đình cho phép được đứa bạn trẻ tìm hiểu chắc chắn kỳ càng. Ngày để rồi ban nhạc chúng tôi có mặt chính thức nói lời tuyên bố của buổi lễ thành hôn, xin phép được bắt đầu. Và kính thưa quý vị và kính thưa toàn thể trường, hôm nay trong khán phòng hạnh phúc thật sang trang, trang nghiêm và lộng lẫy, trong điểm huân chương phấn khởi, trong nụ cười rạng rỡ, trong tiếng nhạc hòa vang, trong điểm phấn khởi để chúng ta chúc mừng trăm năm cho cô dâu của chú rể và chúc cho tình thông gia của hai gia đình trong buổi tiệc hôm nay. Trong buổi tiệc hôm nay, hai gia đình đã chuẩn bị các món sơn hào hải vị do các đầu bếp đến từ thành phố Hồ Chí Minh, đến từ thành phố Hà Nội, đến từ thành phố Vinh phối hợp với anh em trong gia đình chế biến nên. Đời lời cho gia đình nhà ông Phong và bà Hoa, thay lời cho chú rể Xuân Bá và Hồng Trang, xin mời quý vị chúng ta nâng ly để chúng ta chúc mừng trăm năm chúc cho cô dâu và chú rể, và chúc cho đại gia đình trọn nghĩa tình thông gia. Và sau đây xin mời quý vị chúng ta nâng ly để mừng hạnh phúc chén rượu đồng hạnh phúc trong buổi tiệc hôm nay. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin chúc quý vị có một buổi tiệc thật ngon miệng và cùng trải nghiệm qua buổi hôn lễ sang trọng trang nghiêm đi suốt trong ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị và kính thưa toàn thể hội trường, phải nói rằng ai đã chắp cánh cho chim bay về với tổ, ai được nửa đường cho tuổi trẻ đến với nhau, vui chung chiếc kẹo mén trầu, đẹp lòng chú rể cô dâu mặn mà, và vui tung điếu thuốc chén trà, nặng tình hai họ nặng tình chuyên ta. Tình yêu của anh Bá và chị Trang được ví đẹp như một đánh trăng cao, sốt sao như một thổ nước, sống động như một lũy trên làng.
sánh với câu ca dao thường nói: muối ba năm muối vẫn đang còn mặn, mà gừng chín tháng gừng hơi còn cay. Đôi ta tình nặng ghét dày, giấu cho cha cách 367 lần ngày vẫn nổi chẳng xa. Ngày hôm nay là cái ngày đầu tiên của cái ngày 360 ngày ấy. Thế như vậy, sự có mặt của đại diện hai họ, có mặt của tất cả mọi người trở về chung điểm hân hoan hôm nay. Thế như vậy, chúng ta sẽ được lắng nghe, trải nghiệm qua buổi hôn lễ sang trọng, trang nghiêm, qua phần đặc biệt để chúc mừng trăm năm hạnh phúc của bạn trẻ. Kính thưa quý vị và kính thưa toàn thể hội trường, phải biết rằng là điều thuốc thơm thì thắm tình hai họ, chén triệu đồng thì đậm nghĩa tình thông gia, trồng cây thì công của mẹ cha, và đến khi hải quả thì do ta vun trồng. Và bây giờ hai họ đã đông, xin mời nội ngoại có đôi câu tâm tình. Và để tiếp nối chương trình hôm nay, thay mặt cho ban tổ chức, cho phép tôi được phép trân trọng giới thiệu vị đại diện của nhà gái lên phát biểu cảm tưởng và đồng thời giao dâu. Một lần nữa, xin kính đề nghị toàn thể con trường của chúng ta hướng tới về sân khấu, dành cho vị đại diện nhà gái một tràng pháo tay thật lớn ạ. Vâng, xin phép được trân trọng kính mời. Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa các bậc cao niên, thưa toàn thể hội trường, hôm nay là ngày đẹp nhất được hai gia đình chọn làm ngày kết hôn cho hai cháu Xuân Bá và Hồng Trang. Lời đầu tiên tôi xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình đón tiếp của họ nhà trai và sự thành tâm của các quý vị. Tôi tự giới thiệu, tôi là bác cả của cháu Hồng Trang. Hôm nay về đây là thay mặt cho họ gái giao dấu, giao đứa cháu mà chúng tôi yêu quý nhất cho họ nhà trai. Kính thưa quý vị, hôm nay là cháu Trang và cháu Bá kết hôn. Hôm nay là ngày chính thức kết hôn, thì tôi là thay mặt cho họ nhà gái là cũng muốn dặn dò hai cháu, tức là từ nay cháu Trang là có ông bà, cha mẹ, anh em chú bác bên nội, cháu Xuân Bá là có ông bà, cha mẹ và chú bác bên ngoài. Họ là những người sát cánh với hai cháu, nâng niu dừng bước chấp cánh cho hai cháu đi trên đường đời. Hai cháu hãy cố gắng dựa trên nền tảng của hai họ, hai gia đình mà phát huy trong cuộc sống, bước tiếp chặng đường đời. Bác dặn hai cháu là không quên nhiệm vụ sinh con đẻ cái và nối dõi trong đường. Thì qua đây tôi xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe của hai họ khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Xin cảm ơn. Xin mời cảm ơn bác cùng bác vừa phát biểu, nhưng bác bàn giao một hàng Việt Nam chất lượng rất là cao. Bác nán lại để chúng ta cùng sự chứng kiến giây phút đặc biệt, giây phút đón nhận trong ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể cô trường, phải biết rằng là vui sao được đón dâu hiền, mừng sao bày tỏ mối niềm thông gia. Vài lời phát biểu nôm na, vừa là nhận họ, vừa là nhận dâu. Và để tiếp nối chương trình hôm nay, thay mặt cho ban tổ chức, cho phép tôi được phép trân trọng giới thiệu vị đại diện của nhà trai lên phát biểu cảm tưởng và đồng thời nhận dâu. Một lần nữa xin kính đề nghị toàn thể hội trường của chúng ta hãy dành cho vị đại diện nhà trai một tràng pháo tay thật lớn. Vâng, xin cảm ơn, xin mời bác trở về sân khấu hôm nay. Vâng, giao dâu thì phải nhận dâu. Kính thưa hai họ, kính thưa toàn thể hội trường, thì hôm nay là ngày lành tháng tốt, ngày trọng đại của hai cháu, được sự nhất trí của hai gia đình, đặc biệt là những nhất trí của hai cháu cùng với hai họ tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Thay mặt họ nhà trai, tôi xin cảm ơn sự có mặt đầy đủ của họ nhà gái cũng như toàn thể hội trường hôm nay. Thưa vị toàn thể hội trường, cháu Trang hôm nay thực sự là cháu dâu của dòng họ chúng tôi,
chúng tôi xin chấp nhận một cháu dâu mới gọi là dâu Hiền, và họ nhà gái là có một chàng rể mới, đó là chàng rể Hảo. Thì chúng tôi mong rằng giữa hai cháu, hai họ luôn luôn tạo hạnh phúc để vun đắp xây dựng cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Hai họ luôn luôn đoàn kết. Cùng nhân buổi lễ thành hôn của hai cháu hôm nay, thay mặt là họ nhà trai, chúng tôi xin cầu chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Chúc cho hai họ, hai thông gia luôn luôn đoàn kết thắm tình. Một lần nữa, thay mặt họ nhà gái, tôi xin cảm ơn sự có mặt của tất cả các quý vị tại hôn trường hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin mời hai bác bắt tay để chụp ảnh kỷ niệm của ngày hôm nay. Xin mời nhà chấp ảnh Hồng Liêm đến từ mảnh đất Nghi Lâm. Chúng ta lưu lại giây phút đặc biệt, giây phút mà những bắt tay trìu mến những người giàn dựng ngày nay. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị và kính thưa toàn thể hội trường, và chắc rằng là qua sông thì em phải có cầu, và hôm nay thực sự là dâu của gia đình, và mong cho tình cảm vợ chồng trăm năm kết tóc sẽ duyên thật mặn nồng, và mong cho sớm cháu để ông bà bầu vợ chồng hạnh phúc để đẹp lòng mẹ cha. Biết rằng khoảng cách từ đơn vị 7 của xã Nghi Mỹ đến với đơn vị 67 của xã Nghi Lâm thì có một quãng đường hơi xa, nhưng hai vợ chồng sống thật hạnh phúc để hai thông gia được chọn tình. Đó là một lời mong muốn, một lời phát biểu, một lời dặn dò hạnh phúc của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và kính thưa toàn thể hội trường, và thấy rằng là yêu nhau mấy núi cũng phải leo, mấy sông cũng phải lội, mà mấy đèo cũng phải qua. Với yêu nhau thì cởi áo cho nhau, về nhà dối mẹ, qua cầu gió bay. Tình cảm của anh chị thì tình bạn rồi đến tình yêu, và hôm nay chắc chắn là tình vợ chồng. Bao nhiêu tin nhắn, bao nhiêu cú điện thoại và bao nhiêu lời thề non nước và minh chứng ấy hôm nay sẽ được chứng kiến tại trường quay hôm nay. Và kính thưa quý vị, chàng trai, cô gái đã tìm được cái nửa của mình, cái nửa được rồi, họ trọn vẹn để lời thề son sắt bên nhau. Và bây giờ đến một tiết mục rất đặc biệt, xin mời quý vị chúng ta cùng hướng nhìn sân khấu để chúng ta chứng kiến giây phút đặc biệt, giây phút thiêng liêng nhất của cô dâu của chú rể trong ngày trọng đại hôm nay. Đó là minh chứng tình yêu của họ, mà minh chứng của họ đó là cặp nhẫn cưới hạnh phúc. Sau đây xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể làm phần lễ nghi đặc biệt này. Các bạn, chúng ta đang được chứng kiến giây phút rất là ngọt ngào trên sân khấu của ngày hôm nay. Quý vị chúng ta hãy dành những tràng pháo tay thật lớn đi để chúng ta cầu chúc chương trình trăm năm tình viên mãn bắt đầu nghĩa phu thê. Và kính thưa quý vị, minh chứng của tình yêu của vật chất, lời thề son trước của tình cảm, và hôm nay một giây phút rất đặc biệt nữa, đó là xin phép con trường con nên tạo điều kiện cho anh chị hãy thực hiện cho nhau một nụ hôn thật nồng cháy, không ạ? Thấy rằng là toàn bộ nhà gái mà chắc anh Quý nói mình không có, chúng ta có nhân sĩ đúng không ạ? Những chàng trai đến từ mảnh đất Nghi Mỹ yêu dấu, chúng ta ngồi có quay nào, chúng ta có nên tạo điều kiện cho chú rể và cô dâu hãy trao cho nhau một nụ hôn thật nồng cháy không? Nếu như thế chúng ta hãy đặt ly xuống đi ạ, và dành một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta biết nào. Vâng, rất nhiều nhiều ạ. Ở đây các bác chúng ta cũng nhất trí 100% trong khán vọng hôm nay. Và nói với anh chị rằng là những nụ hôn của anh chị trước đây ở quán karaoke, hay là một quán viên nào đó, hay là một bờ rào, hay là một nơi cái bờ đập của anh gia đình nhà gái, nụ hôn ấy không được tính, và nụ hôn này là nụ hôn đầu tiên, nụ hôn quyết liệt, nụ hôn mãnh liệt của anh chị. Và xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể hãy ngoảnh mặt vào nhau đi ạ. Em Trang ơi, em đặt bó hoa xuống bàn đấy ạ. Chú rể Xuân Bá đã chọn một người con gái của Nghi Lâm mộc mạc, đơn sơ nhưng giàu tình cảm. Một người con gái được ví là đại diện cho gương mặt tiêu biểu của xóm sáu thân thương của chúng ta. Và xin được trân trọng chứng kiến những giây phút đặc biệt, những giây phút mà anh chị sẽ thực hiện trên sân khấu của ngày hôm nay ạ. Xin trân trọng đề nghị chú rể hãy đặt đôi bàn tay của mình lên bờ eo của cô dâu nhà tôi đi ạ. Và đêm Trang ơi, bao nhiêu chàng trai Nghi Lâm đã tỏ tình nhưng sao em không chọn? Em lại đi tìm được cái nửa của mình ngay mảnh đất Nghi Mỹ thân thương của chúng ta. Chắc chắn
rằng em đã chịu được hàng rồi. Và sau đây xin được trân trọng đề nghị em Trang hãy đặt đôi bàn tay nhỏ bé của mình lên bờ vai của chú rể nhà tôi đi ạ. Bởi vì em đã chọn bờ vai để rồi em tựa suốt cuộc đời này bao nhiêu cảnh sát, và chắc chắn rằng chú rể nâng niu của chúng ta sẽ để làm điểm tựa tốt để em tựa suốt cuộc đời này. Xin mời em hãy đặt lên bàn tay, bàn vai của chú rể đi, cả hai tay đi em. Và ban tổ chức chúng tôi sẽ đếm đến ba để anh chị thực hiện một nụ hôn thật nồng cháy, một nụ hôn thật quyết liệt để cho những người chưa được yêu, đã được yêu và đã được yêu nhiều rồi được ôn lại kỷ niệm hạnh phúc của ngày hôm nay. Ban tổ chức chúng ta và quý vị chúng ta, giây phút này là quý vị chúng ta hãy dứt chiếc chuông điện thoại của mình lên để lưu lại khoảng cách này, tối này thong thả đăng lên Facebook để cho tất cả các bạn bè nam nữ trên mọi miền đất nước, trên thế giới này được chứng kiến giây phút ngọt ngào nhất của anh chị. Khởi động đi ạ, hai anh chị khởi động đi ạ, lắc cổ vai và lắc cổ tay thật mềm mại để chúng ta thực hiện một bước thật nồng cháy của ngày hôm nay đi ạ. 1, 2, 3. Chúng ta hãy dành chạm vào tay với quý vị, chúng ta lòng ngắm không vào tay. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Trong giây phút rất là ngọt ngào, trong giây phút tình hôm nay, chắc là tôi được phép giới thiệu đại diện của nhà gái sẽ bước về sân khấu của ngày hôm nay để chúng ta chụp ảnh lưu niệm và trao những món quà thình lình nhất cho cô dâu và chú rể trong ngày hôm nay. Xin phép được trân trọng kính mời. Xin được trân trọng kính mời bảo vệ anh chị em trong gia đình chúng ta lên trước. Người con gái thân nhất của gia đình nhà Hồng Tâm ạ. Ông ấy rất thương yêu chiều chuộng, không biết rằng khi được xuất gia về của gia đình nhà Hồng Phong thì như thế nào, nhưng phải nói rất là tình cảm, rất là ngọt ngào. Lần đầu tiên ông Lâm làm nhiệm vụ trọng trách cao cả, đó là bước lên sân khấu để trao quà cho người con gái cưng. Và thì ông Lâm là bà ngoại của cô dâu cũng đang cần kề để trao những món quà tình tình, hứa những lời chúc tốt đẹp nhất đến với cô dâu và chú rể. Nó say thì đàn con thơ ngày bao yêu dấu đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời mẹ đã bên con mẹ. Xin mời anh Lâm và các gia đình khi sau chúng ta trao quà xong chúng ta chụp ảnh lưu niệm và một kính quan trọng. Đúng là bà ơi, bà cháu yêu bà lắm, bà cho quà thì cháu đang xin gần ngay. Chúng ta hãy dành một tràng tay thật lớn để chúng ta chúc phúc từ ngày hôm nay đi ạ. Người em út đang nói những lời thì thầm vào tay của cô dâu là người chị của mình, chúc chị trăm năm hạnh phúc. Người em của cô dâu cũng đang trao những món quà tình tình, và sau những món quà của đại gia đình là các món quà của các dì của cô dâu cũng đang hiến diện để trao những quà tình tình của ngày hôm nay. Bao la thì không bao giờ được đong đầy được hết tình mẹ, và mây trời lồng lộng không bao giờ phủ kín được tình cha. Đi suốt cuộc đời không ai thương con bằng mẹ, và gánh nặng cuộc đời không ai hiểu được tình cha. Và chắc chắn rằng giờ phút đặc biệt này, giờ phút mà người con trai cưng nhất của gia đình nhà ông Phong và bà Hoa đã rước về một cô dâu rất là xinh xắn, thì chắc chắn rằng gia đình cũng như anh em trong gia đình sẽ có những món quà rất thình lình để chúc phúc
của ngày hôm nay. Sau đây chính thức được trân trọng kính mời ông Phong và bà Hoa bước về sân khấu để trao những đoạn tình yêu của ngày hôm nay. Chúc được trân trọng kính mời ạ. Yêu đời sống vui đời, tình thương cho con bao la biết mấy, những đêm ôm con trong tay khóc vai con nghe con. Xin mời các anh các chị của chú rể chúng ta cùng lên sân khấu để cho bài chốt điểm ạ. Con dâu mới thực sự là con bà Hoa ơi. Hôm nay chú rể Xuân Bá của chúng ta đã tiếp nhận một cô dâu và phải yêu thương chiều chuộng vậy vẽ để em lên người và những giây phút rất là ngọt ngào của ngày hôm nay ạ. Sau món quà của các bố mẹ thì đề nghị các món quà của các anh chị cũng trao tặng cho cô dâu chú rể luôn đi ạ. Rất là ngọt ngào của gia đình chú rể trong ngày hôm nay và chúng ta đang được chứng kiến chính đáng một tràng pháo tay thật lớn của quý vị chúng em đấy ạ. Vâng, xin cảm ơn rất là nhiều. Vâng, xin cảm ơn những món quà rất là tình tình của hai bên gia đình, hai họ tộc đã gửi tặng cho cô dâu của chú rể trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trên phần tiệc lễ nghi của ngày hôm nay thì còn một phần lễ nghi cũng hết sức là quan trọng. Đó là tượng trưng rượu của niềm hạnh phúc. Kính thưa quý vị, cuộc sống vợ chồng luôn trải qua bao nhiêu gành thác. Cuộc sống của vợ chồng đến tới ngày hạnh phúc để tương lai thì còn rất là nhiều gành thác. Và cuộc sống ấy chắc chắn rằng có lúc thăng trầm, có lúc bổng, có lúc ngọt, có lúc cay. Và rượu hôm nay là rượu tượng trưng cho cái điểm hạnh phúc ấy. Và trên bàn tiệc của chú rể thì đã chuẩn bị hai chai rượu rất là ngọt ngào để nó điểm hạnh phúc. Và chắc chắn rằng ở giờ phút này chú rể và cô dâu sẽ là một phần tiệc đặc biệt, đó là dắt rượu hạnh phúc cho nhau. Và kính thưa quý vị, sau đây để làm tự tin, một cái tự tin cho cô dâu của chú rể, xin quý vị hãy đặt ly xuống đi ạ. Hãy dành một tràng pháo tay để chú rể làm một nhiệm vụ đặc biệt của ngày hôm nay bằng một tràng pháo tay thật lớn của quý vị. Vâng, cảm ơn quý vị nhiều và xin được trân trọng kính mời chú rể chúng ta mở rượu để dắt hạnh phúc cho ngày hôm nay. Bá là một trong những tay chơi sành điệu của xóm bánh cái vị của chúng ta. Anh ấy mở bia Hà Nội và mở bia Sài Gòn rất sành điệu. Chỉ dùng một ngón tay anh có thể bật một lúc hai chai bia, nhưng không biết rằng là chai rượu hạnh phúc của ngày hôm nay thì anh sẽ thể hiện thế nào ở trên sân khấu. Bởi vì rượu hôm nay không phải là rượu anh nấu từ gạo ra, mà rượu này rượu anh em mua ở Moscow, anh em mua về đây. Rượu hôm nay anh mua để anh em mời cô dâu chứng thực hạnh phúc. Và rượu hôm nay là rượu tượng trưng cho điều hạnh phúc trang chia của ngày hôm nay. Nhìn anh kia rất sành điệu, không biết là thể hiện thế nào ạ. Vâng, rất là tuyệt vời. Anh em đặt chai đặt tiên xuống bàn đi em. Em tiếp tục mở chai rượu thứ hai đi ạ. Đúng là rất sành điệu. Chai đi mì có khác. Lắc cái phọt nó ra ngay. Em ấy lắc thật đều và dùng ngón tay cái để bật thật mạnh hướng nắp chai về vân. Rất là tuyệt vời, rất ngọt ngào. Sau đây xin mời em Trang cầm hai tay lên chai rượu đi ạ. Tay phải của em đặt bằng tuyệt chứng vào đi ạ. Em đặt, có thể đặt tay địa phương. Tay phải của em ôm vào eo cô dâu đi ạ. Tay trái cầm lên chai rượu ạ. Mắt nhìn thẳng vào ly rượu cùng rót đi ạ. Một chai cho em lần lượt từng chai một đi ạ.
tay phải thừa đẩy ôm eo đi, thừa cái đầu vào nhau đi, thật siết vào nhau đi, cười thật tươi, mắt nhìn thẳng, rót liên tục, không để trào ra thôi đi. Đúng là em như một chén rượu đầy, mà hôm nay phải nói rằng là em đang như một chén rượu đầy. Anh chưa nhất biệt mà thấy lòng đã say, và hôm nay em Trang em đã về đây thì bảo tôi xin uống cạn để say cả cuộc đời. Và rượu hôm nay là rượu ở Liên Xô, cho nên là hôm nay uống tối nay mới say. Vâng, tình cảm rất ngọt ngào của Điểm Hân Hoan Hạnh Phúc, tình cảm chung chia của Điểm Hân Hoan, để rồi anh chị sát cánh bên nhau, để rồi có Điểm Hạnh Phúc Hân Hoan. Em rót sang là vấn đề là vâng, em thế này đi làm trước đi ạ. Có một người phụ rượu rất là tuyệt vời, do độ cao của chiếc bàn này được cân kê, xin mời chú thể hãy lên đi bằng trước đi ạ. Em đi đằng trước, em lên 2 cái ly ở phía dưới em ạ. Giây phút quan trọng đây, giây phút tất cả các bạn trẻ chúng ta chuẩn bị thưởng thức giây phút ngọt ngào của chú rể của ngày hôm nay đi ạ. Em đặt xuống em Trang, em không nhận cái ly rượu ấy, đề nghị chú rể không nên rung ạ. Em đặt, chú rể đặt cả 2 ly rượu xuống bàn đi ạ. Cầm 2 tay lên đi cho nhà gái, người ta biết rằng là chú rể chúng ta rất là ngoan ạ. Cầm 2 tay lên đi em. Em bảo em cầm 2 tay lên một ly rượu đi ạ. 2 tay hướng về cô dâu đi ạ. Nói một câu thật ngọt ngào vào tai cô dâu đi ạ. Câu nói này tối nay 12 giờ chúng tôi sẽ truyền thuật lại. Vâng. Vâng, xin cảm ơn rất là ngoan. Xin quý vị nhà gái thấy rằng là chú rể chúng ta rất là ngoan ạ. Không phải quỳ xuống nhưng vâng hai tay, mời cô dâu rất là xứng đáng một tràng vào tay quý vị được không? Vỗ tay đi. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều và xin mời chú rể chúng ta nâng ly. Chúng ta cầm tay phải lên ạ. Quàng tay lại buộc theo kiểu 2017 ạ. Tất cả cầm tay phải lên đi ạ. Cô dâu cũng cầm tay phải lên ạ. Chúng ta tất cả các bàn tiệc của quý vị rót đầy bia rượu cho cái ạ. Cô dâu chú rể chịu khó nâng ly rượu đi, rót đầy tất cả đi. Ở bên thanh niên chúng ta rót đầy ly rượu chưa? Giơ lên ta cùng uống với cô dâu chú rể để trọn vẹn thông điệp ngàn chén rượu này lúc này. Đầy chưa? 1, 2, 3. Rất là ngọt ngào những tình cảm hạnh phúc trào dâng, niềm vui hạnh phúc. Và có thể thấy rằng là kể từ giây phút này, anh sẽ cùng em sánh vai kề, cùng say hồng đẹp thắm tình quê, cùng nhau lao bước vào vũ trụ và sống trọn bên nhau dưới lời thề ngọt ngào, sâu lắng, niềm hân hoan hạnh phúc chào dân của ngày hôm nay. Vâng, phải nói rằng là một màn biểu diễn, một cái chương trình trải nghiệm và hết sức phần lễ nghi sang trọng trong ngày hôm nay. Và cái thưa quý vị, phần rót rượu cũng đã khép lại cái chương trình ở trên Lê Nghi. Thấy rằng là đứng trên khán phòng hạnh phúc hôm nay thì nhìn xuống khán phòng hạnh phúc thì thấy rằng là các bậc làm cha, các bậc làm mẹ và đặc biệt là quan viên hai họ và nữ gần xa và tôn gia của hai gia đình, đặc biệt những người thân nhân nhất của cô dâu chú rể đã có mặt rất là đầy đủ để chúng ta chúc phúc ngày hôm nay. Thì sau đây xin toàn thể hoan trường và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay nữa để cho cô dâu chú rể rời cái bàn tiệc này để xuống để gặp gỡ và cảm ơn để chúc phúc cho mọi người chúng ta trong ngày hôm nay. Sau đây xin gửi tới cô dâu chú rể cùng toàn thể hội trường một ca khúc quen thuộc.
thấy rằng là chị Hà hát rất là hay, nhưng chưa thấy ai vỗ tay đâu cả. Đừng có chú Thái thôi, mình chào tay ạ. Vâng, xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Người mở đầu trong buổi đầu tiên cho chương trình ca nhạc với những tình cảm rất là đặc biệt của ngày hôm nay. Nhưng sau khi nhà gái hát rồi thì nhà trai bồng bềnh mây trắng, hoang lô nhô rừng cây, lòng lành trong xanh dòng suối, dập dìu sắc màu chờ biên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
và Thu Hà trong buổi tiệc hôm nay được không ạ? Vâng, xin cảm ơn rất là nhiều về ca khúc Sẵn Sàng rất là ngọt ngào trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, bông hoa của nhà gái thì có rất là nhiều ca sĩ, nhưng phải nói rằng là để với chương trình hôm nay, chúng ta còn là một ca sĩ được đăng ký với ban tổ chức, xin được trân trọng kính mời Xuân Mai đến từ đoàn đại biểu nhà gái của chúng ta. Và sau đây chúng ta hãy dành cho Xuân Mai một tràng pháo tay thật lớn đến với ca khúc đặc biệt Hát Rồi Sẽ Biết. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Thank you.
Dạo rực trời sáng thắp lên ngàn ánh sao, hạnh phúc khi anh nói yêu em, nụ hôn ấm áp khẽ trên môi, tiếng cười rộn rã vang vọng thật xa cùng hòa chung tiếng hát. Niềm hạnh phúc khi mùa xuân tới, mình dìu nhau đi về một nơi chỉ có hai ta mà thôi. Đã đến đây bên em, tình anh thắp sáng nơi con tim, nghe lòng rộn rã rạo rực trời xa thắp lên ngàn ánh sao, hạnh phúc khi anh nói yêu em, nụ hôn ấm áp khẽ trên môi, tiếng cười rộn rã vang vọng thật xa hòa chung tiếng hát. Người yêu ơi em đang nguyện ước cho đêm dài mai ta cùng hạnh phúc bên nhau mãi thôi, em sẽ bên anh mãi nhé, ta cùng đi suốt cuộc đời, chọn niềm hạnh phúc khi mùa xuân tới, mình dìu nhau đi hạnh phúc khi mùa xuân tới.